chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì Gốm Nhật Toki có vừa về hàng và em cũng khui ra và đặt lên trên bàn giới thiệu sơ qua cho anh chị luôn nha. Anh chị nào có nhu cầu mà cần giao lưu sưu tầm thì có thể liên hệ với Toki. Thì trước tiên giới thiệu sơ qua cho anh chị, đây là bên này em có một bộ trà nha. Bộ trà này là thuộc dòng Neticomi này. Điểm đặc trưng của những bộ trà này đó là nghệ nhân làm thủ công với những vát cắt, em gọi là vát cắt kim cương nha. Rất là xinh luôn này, lộ ra cái vẻ đất bên trong nha. Đặc biệt ở đây là giới thiệu cho anh chị, đây là chiếc ấm này, anh chị có thấy rất là nhiều vết cắt xung quanh nha, tạo nên những cái vết cắt nhỏ xíu này, lộ cái đất ở bên trong ra cực kỳ xinh nha. Đó, anh chị có thể chiêm ngưỡng nha, để em quay cho anh chị xem cái phần bên dưới này. Đó, đây chuyện ký nha. Rồi vát cắt này, cắt từ trên xuống dưới luôn, cái tổng thể đây là một chiếc ấm có dáng cực kỳ xinh cả nhà. Và đây anh chị có thấy cái phần vòi cũng với lại phần quay không, rất là đã đúng không. Còn bên trong thì là lược tổ ong nha, đây anh chị có thể quay cái lược này. Đó, cái lược rất là tỉ mỉ luôn nha, lược tổ ong, lược sứ nha cả nhà. Rồi đây là về bộ trà. Rồi chỗ đây thì em giới thiệu cho cả nhà, đây là một cặp bình Satsuma vẽ La Hán Hàng Long nha. Đó, Phật và các vị La Hán thu phục một con rồng nha. Rồi bên dưới thì triện ký nhá, đây là cái cặp sát vàng. Và cũng chia sẻ với cả nhà luôn là bây giờ những cái cặp sát như thế này á là phải dọn như kiểu là cũng siêu hiếm rồi, mà Gốm Nhật Toki có cơ hội sưu tầm được rất là vui và cũng chia sẻ với cả nhà mình nhá. Rồi giờ đây thì với anh chị cùng hướng mắt vào bên này, chúng ta sẽ có một, đây là một bộ trà nhá. Một bộ trà tổng thể thì sẽ có là một ấm này cả nhà, một ấm, và ngoài ra thì em sẽ có thêm là cái này là hũ đường và bên này là tống rót nhá cả nhà. Vẽ những cái con rồng rất là đẹp luôn nha, xuyên xung quanh này, vẽ những cái chấm trắng này này, tỉ mỉ vô cùng nha, anh chị có thể chiêm ngưỡng này. Còn đây là những cái set trà, anh chị có thể chiêm ngưỡng luôn cùng em nha. Trước tiên mời anh chị quan sát vào cái phần men này, phần cốt đó cả nhà, phần cốt, phần men ngà nha. Rồi triện ký bên dưới, rồi xung quanh họa tiết này, mọi chiếc ly cũng đều là một tác phẩm nghệ thuật nha, kể cả đến cả chiếc dĩa này anh chị có thể chiêm ngưỡng này, vẽ rất là tỉ mỉ và chi tiết luôn nha. Đó, những cái người ở trên đây. Rồi tiếp theo bên dưới cũng triện ký vào cái màu men cực đẹp nha. Đó, tổng quan sơ qua về cái bộ này cho anh chị mình, anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ. Còn bên này thì Gốm Nhật Toki sẽ có tổng thể, đó chính là đây là bộ dĩa cai cai nhá, để anh chị mình có thể sử dụng, đặc biệt là những ngày Tết thì mình trưng bày những cái đồ ăn hoặc là đồ trưng chơi sưu tầm lên trên đây nha. Đó, rất là xinh ở nhà, cái những cái viền vàng này ở đây rất là đẹp này, anh chị có thể quan sát vào những cái viền vàng được làm nổi lên ở phía trên nha, rất là đã nha, hàng cao cấp của thương hiệu cai cai. Rồi cái này em có 5 dĩa nha, nguyên một bộ. Còn sang bên này thì có cặp bình này, là cặp bình bách hoa nha, rất là phù hợp để anh chị có thể trưng trên bàn thờ ngày Tết, hai bên hai chậu hoa anh chị cắm những cái bông hoa cao xinh xinh này. Đó, mà cái bình là đã thấy đẹp hơn cả hoa rồi cả nhà. Đây những cái nét hoa vẽ vàng này, bên dưới triện ký Kutani nha, em giới thiệu sơ qua thôi, anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em không sao cả, cả nhà ơi, để em dễ dàng tư vấn hơn nha. Rồi tiếp đến là ở đây thì em sẽ có, đó chính là cái này là một cái hũ siêu to khổng lồ nha, hũ này là hũ lân này, xung quanh là vẽ vàng tổng thể toàn bộ luôn, ở trên cũng có một chú lân nữa, cái hũ này cực kỳ lớn nha. Đó, lần đầu tiên em mới sưu tầm được nha, rất là đẹp luôn á. Lần đầu tiên em sưu tầm được cái hũ này. Đây em cũng nhắc lên cho cả nhà xem ở bên dưới nha, bên trong lòng này. Đó, tổng thể xung quanh cực đẹp luôn, vẽ vàng viền vàng. Đây có những bên thân là có vẽ lân, rồi ở trên này trên đỉnh cũng là một chú lân nữa nha. Hũ rất là lớn. Rồi bên này thì em sẽ có, đây là sông Trầm nha, anh chị có thể nhìn thấy những cái nét vẽ ở trên đây nha, cũng là các vị Phật và La Hán nhá, mà những cái nét vẽ này là vẽ nổi hoàn toàn luôn, cực kỳ chất lượng luôn cả nhà. Đây, bên trong này anh chị có thể thấy cái lòng này, trời ơi rất là đã luôn đó cả nhà. Đây em cũng quay cho anh chị xem ở bên dưới sơ qua nha. Đây em chắc chỉ quay để thôi, em lại không tiện nhắc lên, rồi nhắc lên thì lại sợ đụng lung tung thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có, tổng cộng em sẽ có bộ này là bộ 5 chai rượu nhá. 5 chai rượu, cái này là 5 chai rượu là La Sen Cognac này cả nhà, rất là đẹp đúng không. 5 chai này là chai lớn nhá, để anh chị có thể trưng tủ trưng bày này, đặc biệt là ngày Tết mà mình đựng rượu vô đây xong mang ra mời khách thì cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đấy thì em cũng giới thiệu sơ qua về những món hàng mà vừa cập bến ở Gốm Nhật Toki, những món hàng sưu tầm nha cả nhà. Thì anh chị có nhu cầu có thể liên hệ với Gốm Nhật Toki qua số Zalo nha, 0901112334 nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Thôi một lần nữa thì Gốm Nhật Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị nha. Xin chào cả nhà.